Thưa quý vị, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng cùng các đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, gồm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Chí Cường, Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an và Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Duy Minh có buổi tiếp xúc cử tri các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà. Cùng dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Qua nghe đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng báo cáo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, cử tri thành phố Đà Nẵng bày tỏ kỳ vọng Quốc hội sẽ tiếp tục có các quyết sách đúng đắn tại kỳ họp sắp đến, đồng thời đề đạt đến Quốc hội nhiều kiến nghị về vấn đề sửa đổi luật đất đai, tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị, chế độ chính sách cho người có công, cùng nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế xã hội của đất nước. Quốc hội khóa 14 có cái nghị quyết số 119 cho thành phố Đà Nẵng làm mô hình chính quyền đô thị. Thì đến nay đã cách 4 năm. Trong quá trình thực hiện 4 năm thì cũng có nhiều cái kết quả. Trong bên cạnh đó cũng có những cái hạn chế. Thì tôi đề nghị là nên có chủ trương sơ kết đánh giá lại cái mô hình này. Bởi vì vừa rồi Đà Nẵng trong năm 2022 là về cải cách hành chính là tụt rất khá được. Như vậy nó cũng có ít nhiều ảnh hưởng đến cái sự lãnh đạo chỉ đạo, làm cho nhân dân là thấy chưa thật an tâm. Nâng mức cải cách hàng tháng cho người đầu tư nước ít nhất cũng ngang bằng mức chuẩn của người nghèo để góp phần giải quyết khó khăn về đời sống cho họ. Đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng, của nhà nước đối với những người đầu tư, đối với những người yêu nước, nâng cao mức sống cho họ. Cũng là góp phần cho công tác tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ thấy rằng tham gia cách mạng, hy sinh cống hiến cho cách mạng sẽ được nhà nước quan tâm, không bị bỏ lại phía sau. Tiếp thu các ý kiến cử tri, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao các ý kiến kiến nghị tâm huyết của cử tri, đồng thời cho biết đối với các vấn đề cử tri nêu, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tiếp thu, tổng hợp và kiến nghị đến các cấp theo đúng thẩm quyền. Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố giải trình làm rõ từng vấn đề cụ thể mà cử tri nêu, đồng thời cũng thông tin thêm đối với một số vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị. Thì trong các cái chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thì có 5 cái chỉ số mà chúng ta đạt tốt hơn năm trước. Đó là cái tính minh bạch, rồi cái chi phí không chính thức và thiết chế pháp lý, rồi cạnh tranh bình đẳng và tính năng động. Thì 5 cái chỉ số này là những chỉ số rất quan trọng thì chúng ta lại cao hơn. Tuy nhiên là bên cạnh đó chúng ta cũng có 5 cái chỉ số giảm rất sâu so với năm trước. Đó là cái chỉ số về cái sự sẵn sàng gia nhập thị trường, rồi cái chỉ số về chi phí thời gian, cái chỉ số về tiếp cận đất đai, chỉ số về đào tạo lao động, rồi chỉ số về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Thì đây là những cái chỉ số mà chúng ta có một sự tụt hạ khá là sâu, cần phải được quan tâm để làm rõ nguyên nhân cũng như là có những cái biện pháp khắc phục. Và vừa qua thì bước đầu là Ủy ban nhân dân thành phố đã kiện toàn lại cái ban chỉ đạo cải cách hành chính của thành phố, và tới đây thì cũng sẽ đưa ra bàn để giải quyết một số các cái biện pháp để khắc phục các cái hạn chế này. Thưa các đồng chí lãnh đạo thành ủy, phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thông tin thêm đến cử tri thành phố Đà Nẵng một số vấn đề về chính sách của Trung ương đối với người có công, sửa đổi luật đất đai, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực hiện nay. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, Trung ương đang thực hiện rất quyết liệt đối với nhiều vụ việc, vụ án, kiên định quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Các đồng chí lãnh đạo thành ủy, vì sao đó là chúng ta đó là làm thì chúng ta lại thấy phát hiện ra nhiều, là bởi vì bây giờ chúng ta quyết tâm làm. Khi quyết tâm làm thì chúng ta mới thấy nhiều cái sai phạm. Mà cử tri thấy là vì nhiều là bởi vì là Đảng và nhà nước cũng chủ trương là làm là công khai cho toàn dân biết, chứ không có giấu, không có giấu. Ủy ban kiểm tra các cấp xử lý sai phạm của đảng viên, tổ chức đảng cũng công khai
không chỉ trong đảng mà công khai cho toàn dân. Xử lý hình sự thì cũng công khai cho toàn dân biết. Và như vậy tôi cũng nói với các cô các bác rằng cũng còn nhiều vụ việc đang tiếp tục làm, sẽ sớm có thông báo công khai hoặc là sớm đưa ra xét xử. Cô bác cử tri cứ chờ, rồi sẽ thấy cái điều mà tôi khẳng định ngày hôm nay. Để cái việc này là chúng ta phải tiếp tục chúng ta làm. Thưa các đồng chí lãnh đạo, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự thẳng thắn và quyết liệt của cử tri Đà Nẵng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kỳ vọng bà con cử tri thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy và thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mỗi cử tri, góp phần tích cực vào công tác phản biện xã hội, xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh, phát triển.